sáng năm sinh, dương lịch. Ngày tháng năm sinh năm ngày 18 tháng 9 năm 1986 dương. 18 tháng 9 1986 mấy giờ? Ngày sinh năm sinh thì mẹ ở đấy không có đồng hồ rồi. Thì thầy em ở sinh khoảng tầm 5 giờ sáng, không biết là chưa lên dưới, chỉ biết là năm khoảng 5 giờ sáng thôi. Em muốn hỏi thầy xem là thầy trước, có thể xem biết là có thể là trước hay sau 5 giờ thì rồi. Dạ, thế thì thầy phỏng vấn một số thứ. Dạ, thứ nhất là em làm nghề gì? Em đang làm nghề thiết kế về các công trình giao thông. Thiết kế công trình giao thông, rồi thứ hai nữa là em là con thứ mấy trong gia đình? Em là con thứ ba, trước thì có một chị gái sinh năm 1983 với một chị thứ hai sinh năm 1984, nhưng mà chị sinh năm 84 thì được 2 tháng thì mất rồi. Thì em là con thứ ba, con trai. Con thứ ba, con trai. Rồi. Vợ làm nghề gì? Vợ em làm ngân hàng. Vợ làm ngân hàng à? Dạ vợ. Em sống xa quê không? Em thì cũng sống ở xa quê được 2 năm rồi, nhưng mà chỉ xa khoảng tầm 7-8 cây thôi, không phải là xa quá. À. Có hay phải đi lại không? Di chuyển không? Em thì công việc em hay phải đi lại, nhưng mà chưa đi từ nhà đến cơ quan thì khoảng tầm 20 cây, mà chủ làm ở trên phòng thôi, không phải đi tập công trường nhiều. Em có mấy người con? Em thì mới có một cháu sinh 2016 ạ. Trai gái? Con gái ạ. À? Ok, em sinh sau 5 giờ. Vâng, bố mẹ em thì là bố em thì làm công an, còn mẹ em thì làm học viên đã về hưu hết rồi. Ừ. Sinh sau 5 giờ? Dạ vâng. Ừ. Bởi vì có sinh sau 5 giờ thì mới có thông tin nó mới chính xác. Bởi vì từ trước thì em cũng, nhờ đó cũng có em, tức là em đã xem, tức là bây giờ thầy có thầy khác xem em thì là bảo em trước 5 giờ. Chính trước 5 giờ thì em không có chị em gái mà có anh em trai, thôi huynh đệ chỉ có nam thôi. Vâng. Hiểu không? Đó, thứ hai nữa là con gái, em là con gái đầu lòng mà. Con gái mà. Vâng. Thì phải sinh sau 5 giờ chứ. Vâng. Nhá. Đó. Thứ ba nữa là làm nghề thiết kế mà. Thì trước thì em cũng nói thật với thầy là em cũng đi theo khoảng tầm 1-2 thầy rồi ạ. Thì có thầy cũng có được để sinh trước 5 giờ. Thế hôm nay em muốn gặp thầy để kiểm chứng lại xem là nó là thầy, trước 5 giờ hay sau 5 giờ để cho nó chuẩn. Thầy khẳng định là sau 5 giờ, bởi vì trước 5 giờ thì em không có chị em gái mà là chỉ có con trai thôi. Mà nhà em chả có ai huynh đệ là trai cả. Thế là phía sau em thì cũng có người trai nhưng mà một, nhưng mà kiểu thầy thì thầy ấy. Ừ. Ừ. Trong này thì thấy huynh đệ của em có sao cô thần là gặp triệt, đây là số xa anh chị em, rồi cô thần là có người chết trẻ mất trẻ. Vâng. Nhá. Và cung con ấy là em có sao âm đóng cung âm nên con gái đầu lòng. Vâng. Được chưa? Nữa là sống là thân cư thiên di, là người hay bị di chuyển. Rồi sinh giờ, sinh giờ sau là thân cư thiên di, sinh giờ đầu là thân cư quan lộc. Đó thì rất phù hợp với em. Hay phải dịch nhá. Dạ. Trong lá số này của em thì cung mệnh là có sao thất sát tại ngọ, được gọi là thất sát. Dạ. Sao thất sát tại ngọ này thì rất thông minh, giỏi giang, rất là mạnh mẽ, phù hợp với tính cách của em và dạ. Lập công nơi xa trường, nghĩa là nơi xa nhà thì mới thành công, chứ gần nhà không dạ. Thành công nhá. Sao thất sát này là tính tình lúc làm cái gì nó cũng nhanh chóng xong hết, rất là quyết liệt. Sao có tính quyết liệt. Sao thất sát tại đây thì sẽ giống như hổ tướng ấy. Em rất là thiện chiến. Đấy, ví dụ như làm cái cơ quan của em bao giờ em phải là trưởng nhóm. Đó. Rồi sau này có thể làm giám đốc thiết kế chẳng hạn. Rất phù hợp. Ừ. Em có cái sao tứ linh chiếu mệnh long trì phượng các hoa cái tứ mệnh, nên là cái cảm nhận của em tốt về mặt không gian, nên là làm thiết kế rất là chuẩn. Đó. Cũng
thiên di của em có vũ khúc thiên phủ, nên là sau này là người rất là nhiều lộc, nhiều tiền và giàu có. Ờ, số giàu có lắm ấy. Cung tài bạch của em có sao tham lang, nên là kiếm tiền được rất nhiều nơi, nhiều chỗ. Nhớ nhá, mặc dù là trước 34 tuổi là kiếm chỉ đủ tiêu thôi, nhưng sau này em rất là giàu, sau 34 tuổi giàu lên nhá. Nhà em sẽ có rất nhiều đất cát, điền sản. Và số em giàu dựa vào đất ấy. Giàu lên dựa vào đất, nhớ điều đấy. Cung vợ thì hai vợ chồng có thiên hình ở đấy, lại còn gặp triệt nữa, nên là vợ chồng á, à, sau này xung khắc á, càng ngày càng xung, nhớ chưa. Và trong cung con của em có tả phù hữu bật chiếu cung con, và có phục binh đào hoa đóng đấy, không nghe nghe để sau này còn chiêm nghiệm, là sau này em thêm một dòng con khác nữa. Đó. Cung phúc đức của em có sao liêm trinh, nên là họ hàng nhà em là rất nóng nảy, người trong họ ấy, và hóa kỵ đóng đấy là hay cãi cọ nhau lắm, mặc dù họ hàng rất là đông, nhiều người làm to nhưng là không hợp nhau. Em sau này rất vất vả với họ hàng đấy, con trưởng mà. Hôm nay em là hóa, em là trai trưởng nhà của bố rồi, nên sau này vất vả lo lắng cho gia tiên. Bố với mẹ thì sau này một người mất sớm, một người sớm hết thọ. Vì nhật nguyệt đồng cung nên thầy không biết ai, nhưng mà sẽ có một người đi sớm, một người rất thọ nhá. Cung đô bọc của em thì cấp dưới của em á, thì lúc hợp lúc xung, và bây giờ chưa thuận lợi cho sử dụng với cấp dưới lắm. Nhưng người làm của em là lúc việc của em mà lúc được lúc không được, tóm lại là lúc chẳng lúc chuộc, hơi vất vả một chút về đô bọc. 34 tuổi trở ra sẽ dạng danh dạng dỡ. 24 tuổi trở ra, đây đang đại vận này, đến năm nay là 31, năm nay vào cung ngọ, năm nay có sao thất sát, năm nay được trao kiếm nhá. Năm được trao kiếm để làm việc. Nhưng em nhớ rằng là em làm bệnh thất sát tại ngọ, nhưng mà có kình dương nhá, là mã đầu đối tiễn, nên là có điều kiện sau này di cung hoán số đi, không có là đi sớm. Mẹ làm giáo viên đúng không? Dạ, mẹ là giáo viên của em, là công an. Đúng rồi, về văn xương văn khúc hóa khoa nằm cung mộng mẫu mà. Bố làm công an, đúng rồi. Bố thấy sao quốc ấn nằm ở đấy. Em sẽ bỏ vợ muộn nhất là năm 44. Nhớ được, nghe hơi đau đớn nhưng mà phải dự báo trước. Muộn nhất là 44 bỏ vợ. Hai chồng con nhá. Công việc của em thì vì sau tuần đóng nên là cứ nó hơi trục trặc một chút, và đến 34 tuổi trở ra thì nó rất thuận lợi, thành công nhá. Đến năm 44 thì tình duyên bắt đầu lận đận, và từ năm 44 đến năm 54 tuổi có thể hại, có thể thêm vợ khác để thêm con. Từ năm 54 tuổi trở ra thì em phải mổ một phát châm chích vào người, và sức khỏe hơi kém một chút. Từ năm 64 tuổi trở ra thì tiền tài lộc lá rất là nhiều. Rất nhiều tiền, giàu có lắm. Từ 74 tuổi trở ra thì chống đỡ với bệnh tật. Sức khỏe lúc đấy cũng kém, 74 rồi. Đó. 84 tuổi trở ra thì gặp cả đại hao, địa kiếp, địa không. Đấy, và cố gắng thọ lên 93. Con thì sau này toàn gái. Nhiều gái lắm, cố gắng để con trai nữa chứ không là khó nữa. Nhưng mà các em quan hệ với các con sau này tốt, con em sau này mặc dù gái nhưng lại quyền lực. Mỗi tội cung vợ là sau này khó ở với nhau lắm. Hỏi gì nữa không? Thì em vẫn đang thân với giờ tiên đô, bởi vì trước em nhờ hai thầy cầu tay xem thì các thầy trước 5 giờ đến thầy sau 5 giờ em ra là cái lo rơi ra cái hơi khác nhau một chút về cái vấn đề xem ấy. À. Thì em thì kể là em ngày xưa thì em thì mấy lần gọi là như là chết đi sống lại ấy. Thì tức là hồi nhỏ rất là rất ốm yếu, hay mắc tai nạn được không nước ấy. Đúng rồi. Đấy. Vì em kình dương nằm, kình dương của em nằm tại mệnh mà, sau kình dương là sau dễ mắc sông nước. Đấy, thì hay bị mắc tai nạn với sông nước, thì một lần thì cũng là chết đi rồi, nhưng đưa đến bệnh viện thì sống lại. Đấy, vâng.
May mà cũng Phúc Đức nhà em to đấy, Liêm Chinh, Vượng Địa đấy. Không có Kình Dương, Dạy Ngọ này thì đi rồi. Vâng. Em ở tỉnh nào? Em bây giờ đang tỉnh nào? Em ở Hải Phòng. Hải Phòng à? Thôi nên hôm nào lên đây nói cho cách để giải Kình Dương, Dạy Ngọ đi nhá. Hôm vừa rồi vừa giải cho một đồng chí Kình Dương, Dạy Ngọ đây này, cũng người Hải Phòng. Vâng, vâng. Đang làm công ty phát triển du lịch gì của Hà Nội này. Vâng. Cũng lá số giống hệt bạn luôn. Cũng con nhà giàu có nhà Hà Nội trên này rồi. Bố mẹ cũng quan chức Hải Phòng, cũng Kình Dương Đại Ngọ. Mãi không cưới được vợ, mình giải cho với hai đứa chuẩn bị cưới rồi đấy. Vâng. Em hỏi thầy một chút là ví dụ cũng là vợ em thì cũng sinh tầm đấy thì có xác định giờ sinh này. Kiểu sinh giờ đánh giới giữa hôm nào lên đây, hôm nào lên trực tiếp đi, thầy sẽ vâng. sẽ xem cho thầy phân tích cho tại sao lại giờ đấy một cách thuyết phục. Vâng. Nhá. Vâng. Thầy thì bây giờ thầy khẳng định là sinh sau 5 giờ rồi. Còn muốn kiểm tra nữa thì lên đây trước mặt thầy, thầy in hai lá số cho thầy phân tích cho. Dạ vâng. Em biết số thầy thì có từ trước khá rồi. Đúng rồi. Điều kiện em lên mặt thầy. Nhá. Thì bởi vì nếu mà nó phải chuẩn số thì mình mới biết là sau này tương lai như nào mình cũng dễ, chứ không thì hiện tại em vẫn đang bị các thầy trước xem cho là trước 5 giờ, trước 5 giờ em mọi cứ công việc thứ em đều làm theo đấy. Ừ. Thì là nếu mà trước 5 giờ thì em là lần vô chính hiệu ở tại có thái dương thái âm thì xỉu chú lên đấy. Ừ. Thì tập thầy luận cho con như này này em thấy em chưa theo cái đấy. À. thì tức là khoảng tầm 5-6 năm nay tức là em biết đến môn tử vi này từ năm 2012. Ừ. Các thầy nhờ các thầy xem cho rồi hai thầy xem. Ừ. Thì đều là suốt 5 giờ đấy. Hôm nay thì với thầy thì với thầy xem thì thầy sau 5 giờ. À. Em ra cái phần luận nó hơi khác một chút. Đúng rồi, bởi vì bây giờ em mới phát sinh ra con, đúng không? Lúc em xem đâu có con đâu, họ đâu biết em con trai gái đầu tiên, đúng không? Vâng. Hai nữa em chưa lấy vợ, thì họ đâu có biết là vợ em người thế nào, đúng không? Vâng. Đúng rồi, chỉ cần thay đổi cái giờ sinh nó sẽ thay đổi nhiều thứ, nó sẽ ảnh hưởng đến cái định hướng của mình trong tương lai. Ở đây cũng thế, thông tin là mẹ em làm giáo viên chuẩn luôn, đúng không? Vâng. Bố làm công an chuẩn, nó thế nó mới chuẩn. Sao thất sát là sao cầm kiếm, hiểu không? Sao sao thất sát là sao cầm dao, cầm kiếm, cầm bút. Nên em làm thiết kế là quá chuẩn. Thiết kế nó phải vẽ mà cầm bút, cầm ấy, đúng không? Cầm chuột. Sao thất sát là sao tô vẽ mà. Chém giết mà. Nhưng mà bản thân em thích kiểu làm công tư hơn nhé. Tức là muốn đính cái sau để hợp với mẹ bố trí điệu của em. Nơi mở đẩy cho các thầy xem ấy. Thì em cũng đang băn khoăn. Không, không, chẳng qua là em xem sai, em tưởng tượng em làm quân sư được không? Dạ vâng. Rồi thầy sẽ gửi cho cái bản ghi âm này nhá. Xong rồi tiếp tục theo dõi các kênh của thầy rồi lúc nào lên đây làm luận sau nhá. Dạ vâng, em không cảm ơn thầy. Ờ.